Eva E là hãng hàng không Đài Loan. Eva E là một công ty con của tập đoàn Evergreen Group, hoạt động từ sân bay quốc tế Đào Viên tại thành phố Đài Bắc. Hãng thành lập từ tháng 3 năm 1989 trong cả hai lĩnh vực vận tải, gồm vận tải hành khách và vận tải hàng hóa chuyên dụng. Tuy hãng hàng không hoạt động với định hướng giá rẻ với nhiều chương trình ưu đãi và khuyến mãi thường xuyên nhưng chất lượng các chuyến bay của Eva E luôn làm hài lòng hành khách. Đến nay, hãng đã có thâm niên trên 25 năm hoạt động trong lĩnh vực hàng không thế giới. Đây là một quá trình phấn đấu và hoàn thiện không ngừng nghĩ để tạo nên vị thế lớn mạnh của cái tên Eva E ngày hôm nay. Chuyến bay đầu tiên của Eva E chính thức cất cánh tại sân bay Đào Viên vào ngày 01 tháng 07 năm 1991. Đây là một cột mốc ý nghĩa đối với ngành hàng không Đài Loan nó riêng và toàn ngành nói chung. Với khẩu hiệu tiên quyết là Just Relax, do Home in the Air, Eva E luôn chú trọng định hướng phong cách thân thiện và chuyên nghiệp cho đội ngũ tiếp viên của mình. Nhờ đó, Hầu hết khách hàng trên các chuyến bay của Eva Air e đều cho biết những cảm nhận chung là thư thái, an toàn và chu đáo. Đây cũng chính là những ưu điểm vượt trội khiến hành khách bay đường dài hài lòng nhất. Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể nhận định rằng việc mua vé máy bay Eva Air e giá rẻ chính là một sự khởi đầu tốt đẹp cho chuyến đi đáng nhớ nhất tại những thành phố mà bạn yêu mến. Những nỗ lực mạnh mẽ và toàn diện đã góp phần đem lại cho Eva Air -E danh hiệu một trong những hàng không tốt nhất thế giới và là hãng hàng không có chất lượng phục vụ chặng bay đường dài tốt nhất châu Á trên. Thái Bình Dương, Eva Air -E đã và đang phục vụ cho nhu cầu của mọi hành khách đến từ 195 quốc gia với gần 1.400 tuyến bay, cùng 21.900 chuyến bay phục vụ hành khách mỗi ngày. Hiện nay trên các chuyến bay của Eva Air -E đều có các dịch vụ phục vụ cung cấp các suất ăn trên máy bay, dịch vụ mặt đất, kỹ thuật hàng không và các dịch vụ du lịch chọn gói. Eva Air có các hoạt động như Evergreen Club, Cargo Service, dịch vụ du lịch Travel Tips, Travel Planning. Thêm vào đó, Eva Air cũng chính thức trở thành thành viên của Liên minh ngôi sao Star Alliance kể từ ngày 18 tháng 06 năm 2013. Hãng đang phát triển theo hướng trở thành hãng hàng không quy mô và nâng cao sức cạnh tranh trên trường quốc tế. Chưa dừng lại ở đó, từ năm 2004 đến nay, Eva E cũng liên tục được tạp chí chuyên ngành danh tiếng như Aero International của Đức bình chọn là một trong 10 hãng hàng không an toàn nhất toàn ngành. Đồng thời, tờ Travel và Leisure, tuần báo du lịch hàng đầu nước Mỹ cũng từng khảo sát và xếp Eva E vào hàng top 10 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu Top 10 International Airlines. Đội bay, hiện nay, Eva E đang sở hữu một đội bay hiện đại với gồm 48 máy bay chở khách và máy bay chở hàng hóa. Riêng về việc vận chuyển hành khách mua vé máy bay Eva Air hãng đã trang bị những chiếc phi cơ theo công nghệ dẫn đầu như B747-400, B777-300E, A330300, A330200, A321200. Bên cạnh đó, Đội bay của EVA Air -E còn có sự góp mặt của hai siêu phẩm B747-400F và MD-11 Cargo. Do đó, dàn máy bay của của EVA Air -E được xem là một trong những đội bay hiện đại nhất thế giới. Thêm vào đó, Eva Air còn trang bị trên mỗi phi cơ của mình những thiết bị kiểm soát hành trình vô cùng hiện đại như hệ thống điều khiển động thái máy bay ACMS, hệ thống liên lạc mặt đất và trên không ACRS. Chúng có vai trò quan trọng trong việc theo dõi chặt chẽ và giảm thiểu sự cố hàng không. Đặc biệt vào năm 2005, hãng đã thực hiện một cuộc nâng cấp toàn diện với việc nhập khẩu loại máy bay 777, nâng cấp diện tích khoang chở khách và phân phối túi phi hành điện tử Electronic Flight BAG hạng tốt nhất đặt mua vé máy bay hãng Eva E chính hãng tại Việt Nam. Eva E hiện đang mở rộng các đường bay tại Việt Nam với sự có mặt và hoạt động mạnh mẽ ở hai sân bay lớn là sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh cùng với sân bay Nội Bài Hà Nội. Khách hàng Việt đang có nhiều cơ hội được trải nghiệm dịch vụ hàng không hàng đầu thế giới với nhiều ưu đãi thiết thực. Eva E Việt Nam để mua vé máy bay khuyến mãi hãng Eva E tại Việt Nam, bạn chỉ cần liên hệ phòng vé sải cánh là đại lý chuyên nghiệp chuyên cung cấp vé máy bay của các hãng hàng không trong nước và quốc tế. Xe canh hứa hẹn giúp bạn đặt vé máy bay đi Mỹ giá rẻ, vé máy bay đi Canada giá rẻ, vé máy bay đi Đài Loan giá rẻ, nhanh nhất và tốt nhất. Ngoài ra, nhân viên sải cánh còn nhiệt tình hỗ trợ và tư vấn để bạn có một chuyến đi thuận lợi. Tất cả các tuyến bay của Eva Air -E thì đại lý Eva Air -E chúng tôi cập nhật liên tục giá vé máy bay Eva Air -E theo tháng. Giá vé trên chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm hiện tại. Quý khách muốn đặt vé máy bay EVA E giá rẻ vui lòng liên hệ văn phòng EVA E hoặc phòng vé EVA E tại Việt Nam để đặt vé giá rẻ. EVA E tham gia đường bay tại Việt Nam sẽ tạo nên nhiều cơ hội trải nghiệm mới cho người dân Việt Nam. Với giá vé máy bay EVA E hợp túi tiền, phong cách phục vụ cho đáo, tận tâm nhất, EVA E nhanh chóng đi vào lòng người dân Việt Nam và được sử dụng rất nhiều cho các hành trình đi Mỹ và Canada. EVA E tại Việt Nam, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp vé máy bay, Chúng tôi đảm bảo cho quý khách giá vé máy bay Eva E rẻ nhất hiện nay. Phong cách phục vụ nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm. Văn phòng bán vé Eva E chiếm được rất nhiều lòng tin của khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Với lợi thế sử dụng hệ thống duy nhất của hãng Eva E, ngoài cung cấp vé máy bay Eva E giá rẻ, chúng tôi còn giúp hành khách đặt chỗ, giữ chỗ miễn phí. Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp nhiệt tình của đại lý chúng tôi cũng sẽ giúp quý khách lựa chọn hành trình bay tiết kiệm thời gian cũng như lợi về kinh tế nhất luôn tự hào chiếc cầu nối đưa bạn đến gần hơn với những chuyến du lịch, đoàn tụ gia đình và bạn bè đầy ý nghĩa. Là lựa chọn hàng đầu cho hành trình đi Đài Loan, Mỹ và Đông Bắc Á, vé máy bay EVA-E giá rẻ luôn được đa số hành khách ưu tiên lựa chọn để tiết kiệm chi phí và có hành trình bay chọn vẹn nhất. Hiện nay, EVA-E đã có mặt trong hầu hết các sân bay nằm trong mạng lưới châu Á, châu Úc, châu Âu, châu Mỹ và hơn 60 thành phố. Bên cạnh đó, Hãng cũng liên doanh với các hãng hàng không trên thế giới để tối ưu hóa sự thuận tiện cho hành khách của mình. Điển hình là cuối năm 2014, hãng cũng ký kết với JetBlue Airways về nội dung vận chuyển hành khách của vé máy bay EVA Air -E đến các thành phố trong nội địa Mỹ. Hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa của hãng đặc biệt chiếm ưu thế đến các điểm tại châu Á, Australia, New Zealand, châu Âu và Bắc Mỹ. Khởi hành từ Việt Nam, hành trình bay nối Hà Nội, Đà Nẵng thành phố Hồ Chí Minh với nhiều thành phố của Mỹ, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản. Úc và châu Âu của Eva E được hành khách Việt Nam yêu chuộng bởi giá vé rẻ nhất, dịch vụ chất lượng và có nhiều chuyến bay linh loạt để dễ dàng lựa chọn. Các hạng vé máy bay Eva E chính bao gồm Hạng Royal Lauren Class Hạng Premium Lauren Class Hạng Thương gia Business Class Hạng Phổ thông đặc biệt Eli Evergreen Deluxe Class hạng phổ thông Economy Class. Quy định hành lý Hành lý sách tay, hãng quy định hành khách hạng ghế Royal Lauren Lauren hạng ghế thương gia được phép mang hai kiện hành lý sách tay có trọng lượng mỗi kiện không vượt quá 7kg 15lb. Hành khách hạng ghế Eli Evergreen Deluxe hạng ghế phổ thông được phép mang một kiện hành lý sách tay nặng 7kg 15lb. Kích thước mỗi kiện hành lý sách tay không vượt quá 23 x 56 cm trên 9 x 14 x 22 in và tổng thể 115 cm trên 45 in những vật dụng cá nhân không áp dụng theo quy định này. Tuy vậy, kích thước tối đa của hành lý còn tùy thuộc vào loại máy bay mà hãng EVA Air -E dùng để vận chuyển hành khách. Do đó, để thuận tiện cho hành khách, hãng luôn đặt sẵn tại khu vực sảnh chờ một khung đo kích thước để giúp hành khách xác định kích thước hành lý của mình. Nếu hành lý sách tay mà bạn mang theo có kích thước hoặc cân nặng vượt quá quy định, hãng Eva Air e sẽ kiểm tra và chuyển sang hành lý ký gửi. Nếu không, hãng hoàn toàn có thể từ chối vận chuyển. Một trong những loại vật dụng cá nhân mà bạn có thể mang theo như máy tính sách tay, ví, ba lô nhỏ, một vali, giá đựng máy ảnh, áo mưa, ô dù. Riêng đối với những vật dụng sau đây sẽ không được tính là một vật dụng cá nhân hoặc một túi sách. Số lượng hợp lý vật dụng may mặc bên ngoài như áo khoác, nón, khăn, vật dụng che mưa áo mưa, ô dù, tài liệu, báo chí, đồ ăn, thức uống, máy ảnh, ống nhòm nhỏ, đồ dùng cá nhân khác. Một số lượng hạn chế hàng hóa miễn phí. Một số hành lý đặc biệt không phù hợp cho việc check-in hoặc rất cần thiết cho nhu cầu cá nhân của hành khách sẽ được Eva E cho phép mang lên cabin. Những loại vật dụng này có thể đặt ở dưới ghế ngồi hoặc ở khoang chứa hành lý phía trên. Tuy nhiên, nếu không thể đặt chúng ở những địa điểm quy định thì eva e sẽ tính là một hành lý trên cabin và thu phí cho ghế thêm các loại vật dụng đặc biệt có thể mang lên cabin gồm một trong các loại dưới đây một giò sách đựng đồ cho trẻ sơ sinh hoặc xe đẩy có thể xếp gọn lại được đối với loại xe đẩy lớn thì phải gửi như hành lý ký gửi thức ăn cho trẻ em hoặc túi đồ cho trẻ dùng trên máy bay những vật dụng mà hành khách cần được trợ giúp bởi các vật dụng đó như niềng răng thiết bị giả thiết bị hỗ trợ chân tay giả, xe lăn, nạng. Thiết bị y tế, thuốc cần dùng cho hành khách. Lưu ý bạn phải xuất trình giấy phép của cơ quan y tế có thẩm quyền thì mới được phép mang theo vật dụng này. Tác phẩm điêu khắc, bình đựng trong hình dạng không vuông. Bạn sẽ phải để chúng ở ngăn đựng đồ phía trên để tránh việc di chuyển, rơi vào chặn cửa thoát hiểm. Nhạc cụ, bạn có thể mang theo nhạc cụ lên cabin nhưng chúng không được chặn lối đi cản trở tầm nhìn của hành khách khác hay che mất những dấu hiệu khẩn cấp trong cabin máy bay. Vật dụng có giá trị như chứng từ tài chính, tiền mặt, máy ảnh, điện thoại, trang sức, thiết bị điện tử hoặc vật dụng khác có giá trị thì bạn nên mang theo bên người hoặc túi sách. Lưu ý, hành lý sách tay của bạn sẽ được kiểm tra gắt gao tại trạm kiểm soát an ninh. Nếu có bất cứ hạng mục cấm nào bị phát hiện thì hành lý của bạn có thể bị trả lại, tịch thu hoặc bị giữ bởi cơ quan có thẩm quyền hãng eva e sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hạng mục cấm nào được tìm thấy bởi các cơ quan an ninh